Bất diệt Long Đế chương 3411, Kim Thủy Quyển Ta muốn trước về nhị trọng thiên một chuyến, còn về phát triển sau này, ta còn chưa cân nhắc xong, có lẽ ở lại nhị trọng thiên mấy chục năm, cảm thấy chán rồi lại lên tam trọng thiên cũng nên. Được, vậy cứ làm vinh dự trưởng lão đi. Thiên gia tử vung tay quyết định, trầm ngâm chốc lát sau đó nói tiếp. Ta đề nghị ngươi tới Đại Phật Sơn ở lại một đoạn thời gian, tạm thời đê điệu, chờ trường phong ba này qua đi, chí ít người Thủy Vân Điện không còn truy tung ngươi nữa. Hai là tranh thủ đề thăng cảnh giới đến tứ kiếp, ngoài ra hoác gia chúng ta có một nơi bảo địa, ở đó ngươi có thể thối thể, tu luyện nhục thân một đoạn thời gian. Từng được, làm phiền lão đại ca. Lục ly trầm ngâm thoáng chốc, cảm thấy thiên gia tự nói rất đúng, giờ là lúc đầu sóng ngọn gió, đoán chừng rất nhanh Thủy Vân Điện và phiền gia lâm gia sẽ truy tung hắn. Thiên gia tử lại không khả năng hộ tống hắn đi nhị trọng thiên được, mà dù muốn đưa Lục Ly cũng sẽ không đáp ứng, hắn đâu phải con nít, giờ chiến lực tổng hợp hắn đã tương đương ngũ kiếp, có được năng lực tự vệ nhất định. Ngoài ra, lúc vượt qua lần thiên kiếp thứ tư, có thiên gia tử hỗ trợ, quá trình sẽ càng thêm dễ dàng. Vượt qua bốn lần thiên kiếp, thực lực tổng hợp sẽ có đề thăng, cũng không chói mắt như trước. Bằng không hiện tại lấy cảnh giới tam kiếp đỉnh phong lại có thể đánh giết ngũ kiếp, đúng thật rất dễ dẫn người chú ý. Phía nhị trọng thiên có đại ma vương chiếu cố, hẳn sẽ không xảy ra đại sự, rốt cuộc đã đi nhiều năm vậy rồi, thêm 10 năm 8 năm cũng không sao. Đồng thời hắn còn cần thời gian đi thăm dò trật tự thần liên, nếu có thể luyện hóa vận dụng, có lẽ chiến lực sẽ càng được đề thăng. Vậy đi thôi. Thiên gia tử mang lục ly đi ra, tới bên ngoài thiên gia tử biến đổi dung mạo, hóa thành một hình dáng khác, đồng thời khí tức thu liễm thành chỉ còn ngủ kiếp. Hắn dẫn lục ly bước vào truyền tống trận, liên tục truyền tống hơn 10 lần, đi tới bên ngoài một trang viên trong thành nhỏ, nơi đây là một cơ địa bí mật của hoác gia. Bên này sớm đã bố trí xong vực môn, thiên gia tử dẫn lục ly đạp vào vực môn, trực tiếp đi tới Đại Phật Sơn. Thiên gia tử bố trí lục ly nghỉ lại trong trang viên, hắn đi ra một chuyến, sau đó quay về ném cho lục ly một tấm thẻ, nói Được rồi, từ giờ ngươi là vinh dự trưởng lão của hoác gia chúng ta, đoạn thời gian này ngươi trước đê điệu tu luyện ta đã phân phó, trinh sát sẽ đi ra thăm dò tin tức. Hai tháng, Lục Ly không bước ra cửa nửa bước, một mực tu luyện trong thành bảo thiên gia tử, trừ mấy người đương quyền hoắc gia ra, những người còn lại đều không biết Lục Ly lại về Đại Phật Sơn, rất nhiều người đều quên đi sự tồn tại của Lục Ly. Thám hiểm ở Nhạc Đình Sơn còn chưa kết thúc, chẳng qua đám thanh niên kia đều đã đi ra, tiến vào 120 thanh niên, đi ra lại chỉ còn 6-70 người. Có thể nói tử thương thảm trọng, nhất là Thủy Vân Điện đến sau còn chết không ít, cuối cùng chỉ có bốn người đi ra. Thủy Vân Điện bắt đầu bí mật điều tra, tìm kiếm tư liệu về Lục Ly, thăm dò hành tung của hắn. Lâm Gia và Phiền Gia cũng bố trí người tìm kiếm, đến sau bọn họ không phát hiện tung tích Lục Ly, tìm tòi mấy tầng đều không thấy, bọn hắn đoán rằng Lục Ly đã thoát ra. Sau khi ra ngoài, Nghịch Long tộc thông báo chuyện này cho Nghịch Long Tường, Nghịch Long Tường thấy Lục Linh tình tự rơi thấp, lập tức phát nộ, cũng truyền lệnh tìm kiếm lục ly thu được tin thiên gia tự tức tốc tới gian phòng lục ly đang cư trú đi thẳng vào vấn đề nói ngươi có thể cần phải tránh đi một đoạn thời gian trước đó ngươi từ vực môn do nghịch long cốc mở ra đi đến đại phật sơn chuyện này rất nhiều người đều biết đoán chừng không lâu nữa sẽ có người truy tung đến đây nội bộ hoác gia chúng ta có gian tế bị các đại thế lực thu mua bởi thế ở lại đây ngươi cũng không được an toàn ừm lục ly khẽ gật đầu hoác gia rất cường đại nhưng nếu bốn đại thế lực liên thủ hoác gia cũng khó mà chống được càng sẽ không bởi vì một mình lục ly mà đi đối kháng với bốn đại thế lực hắn gật đầu nói được ta rời đi ngay đi ngân viêm hải vực ngươi hiểu sai ý ta thiên gia tử khoát tay nói ý ta không phải để ngươi rời khỏi hoác gia mà là tới trong một bí cảnh của hoác gia khi trước ta đã nói với ngươi bí cảnh kia rất thích hợp thối thể nơi đó cũng thường xuyên trong trạng thái phong bế ta sai người bố trí ổn thỏa cho ngươi đoạn thời gian này gia tộc sẽ không an bài người đi vào ngươi cứ ở trong đó bế quan tu luyện đợi phong ba lần này qua đi là được thế lục ly có chút lo lắng nói lão đại ca làm vậy sẽ không liên lụy hoắc gia và ngươi chứ ha 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 thiên gia tử ngạo nghễ nói ngươi cũng quá coi thường ngươi lão đại ca yên tâm đi chỉ cần không có chứng cớ xác thực, bọn hắn không dám tùy tiện khai chiến với hoác gia chúng ta đâu. Hơn nữa ngươi chỉ giết mấy đứa đệ tử nhảy ranh Thủy Vân Điện, thế có tính là đại sự gì? Được. Thấy nét mặt thiên gia tử đầy vẻ tự tin, Lục Ly liền cũng đồng ý với tình hình bây giờ, dù hắn đi ngân viêm hải vực, đoán chừng cũng sẽ bị Thủy Vân Điện điều động cường giả truy sát, cốt nhất vẫn nên tránh mặt đi thì hơn. Thiên gia tử sai người an trí hắn trong một tòa thành bảo khác, sau đó lại từ truyền tống trận trong thành bảo truyền tống đi bạch quang chấp hiện lục ly phát hiện mình đã tới trong một thế giới kỳ dị thế giới này là một thế giới nước hắn vừa đi vào liền xuất hiện trong một hòn đảo nhỏ bên ngoài đảo nhỏ là biển rộng biển ở đây khác với biển bình thường nước nơi này có màu xám vàng sóng nước vô cùng khủng bố bên ngoài đảo nhỏ có thần văn hộ tráo sóng biển liên miên không dứt xung kích lên hộ tráo phát ra từng hồi tiếng vang chát chúa Chúng ta gọi bí cảnh nơi này là kim thủy giới. Trưởng lão dẫn lục ly vào đây giới thiệu nói. Nước biển ở đây là một loại kim thủy đặc thù, có được mật độ và cường độ vô cùng lớn, tứ kiếp sơ kỳ bình thường nếu bị sóng biển đánh trúng sẽ trực tiếp chấn chết. Nơi đây trước giờ vẫn luôn là chỗ thối thể dành cho võ giả tứ kiếp trung kỳ trở lên. Ở khu vực trung tâm có một vòng xoáy cực lớn, cách vòng xoáy càng gần, sóng biển lại càng khủng bố, lục trưởng lão, ta đề nghị ngươi trước cứ rèn luyện bên ngoài, sau đó từ từ tiếp cận khu vực trung tâm, còn vòng xoáy ở chính giữa thì tuyệt đối không thể đi, trừ phi nhục thân sánh ngang lĩnh chủ." Lục Ly khẽ gật đầu, nếu là tăng cường từ từ, vậy liền không vấn đề. Hắn khẽ gật đầu với lão giả, kẻ sau dẫn hắn đi đến một truyền tống trận, Lục Ly tiến vào, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn phát hiện mình lại xuất hiện trong một đảo nhỏ khác, chẳng qua đảo nhỏ lần này không có thần văn hộ tráo sóng biển kinh thiên thỉnh thoảng đánh tới lục ly chưa kịp dò xét thì đã bị sóng biển nện trúng người ầm uhm. tức thì cả người lục ly bị đánh bay tuy không bị thương lại cảm giác được khí huyết toàn thân lật trồn trong nhục thân tự hồ có một loại lực lượng thần bí tiến vào cảm giác như là bị kiến trắng không sai lục ly cảm ứng một phen tinh thần lập tức đại chấn cơ bắp toàn thân như bị kiến trắng điều này chứng tỏ cơ bắp đang được rèn luyện chính đang không ngừng tăng cường. Lục Ly lại cảm ứng một phen, thiên địa linh khí nơi đây cũng rất mạnh, quả thực là một bảo địa tu luyện không sai. Lục Ly tung mình đằng không vút lên, trực tiếp rơi vào trong nước biển. Ào ào ào. Không ngừng có sóng nước nện lên thân Lục Ly, lần này Lục Ly sớm có chuẩn bị, đứng im bất động như núi, mặc cho sóng nước quất đánh. Nương theo từng con sóng đánh tới, lực lượng thần bí tràn vào trong người Lục Ly càng lúc càng nhiều, toàn thân hắn đều có cảm giác bị kiến cắn vừa tê dại lại vừa có chút thống khổ song chút thống khổ ấy đối với lục ly chỉ là chuyện nhỏ hắn thậm chí không thèm để ý đứng ở trên biển một lúc sau đó quyết đoán ngồi xếp bằng tựa như đá ngầm mặt cho sóng biển vỗ đánh khoanh chân ngồi một canh giờ trong lòng lục ly càng thêm tự tin nơi đây quả nhiên là vô thượng bảo địa đoán chừng không phải con em cao tầng đỉnh cấp hoác gia thì không có tư cách tiến vào lục ly lướt sóng mà đi cường độ hiện tại quá thấp hắn cần rèn luyện ở cường độ cao hơn chỉ cần thân thể chịu đựng được có bị thương cũng không sao phi hành chừng một nén hương sóng biển rõ ràng được tăng cường không ít chẳng qua lục ly vẫn nhẹ nhàng chống đỡ được bởi thế hắn lại tiếp tục phi hành bay thêm một nén hương lúc này uy lực sóng biển so với trước đã lớn gấp trăm lần lục ly gánh không được mỗi lần đều bị sóng biển đánh bay ở đây đi lục ly ngồi xếp bằng cứ thế trôi nổi trên biển sóng nước không ngừng vỗ đánh lên người mỗi lần lại khiến hắn di động mấy trượng khí huyết toàn thân theo đó chấn động song còn chưa đến mức bị thương mới đầu lục ly rất khó tập trung tu luyện nhưng đến sau liền dần thích ứng mặc cho sóng nước vỗ đánh hắn đều mặc kệ tĩnh tâm tu luyện thần lực đồng thời bắt đầu nghĩ cách luyện hóa trật tự thần liên trước đó hắn đã nghiên cứu qua hai tháng song mãi không thu hoạch được gì trật tự thần liên này hắn không điều khiển được cũng không khởi động được mặc dù thứ này ở trong thân thể hắn nhưng lại cảm giác chẳng có chút quan hệ nào với hắn cả dù sao hắn cũng không vội nếu thứ này có thể tùy tiện luyện hóa tùy ý thúc giục vậy thì còn gì lợi hại nữa ngay cả vô danh yêu đế đều không biết nên luyện hóa thế nào sử dụng ra sao đủ thấy thứ này cường đại và huyền diệu cỡ nào lục ly định trước lĩnh hội đại đạo chi ngân nếu trật tự thần liên này đã biến thành một phần đại đạo chi ngân vậy chỉ cần lĩnh mộ đại đạo chi ngân càng thêm thông thấu chút không chừng sẽ thúc giục được cũng nên ào 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 sóng biển cuộn trào kinh thiên cả người lục ly như biến thành khúc gỗ trôi nổi theo dòng nước tùy theo hắn lĩnh hội đại đạo chi ngân toàn thân hắn dường như đã hòa thành một thể với phiến hải vực này lục ly tiến vào kim thủy giới bên ngoài lại đang tứ xứ truy tìm hắn bốn đại thế lực điều động vô số nhân lực thăm dò tin tức lục ly nhất là thủy vân điện càng là phát động vô số trinh sát đi ra tìm kiếm dưới sự điều tra của lượng lớn thám báo chẳng mấy chốc mối quan hệ giữa lục ly và hoác gia đã tiến vào tầm ngắm của bốn đại thế lực bọn hắn lập tức phát động lực lượng thậm chí dùng tới cả nội ứng tiền phục trong hoác gia để thăm dò tin tức may mà thiên gia tử sớm có bố trí tin tức hoác gia lộ ra với bên ngoài trước sau đều là lục ly sớm đã rời khỏi hoác gia tạm thời không biết tung tích tin tức này được truyền đi thông qua nội ứng bốn đại thế lực tuy có chút hoài nghi song không có bằng cớ xác thực ai cũng không dám khiêu khởi chiến tranh. Bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà đi khai chiến với một đại tộc siêu cấp thì thực sự quá sức hoang đường. Bọn Lục Linh đang nghe truyện trên TV Audio CV về lại Nghịch Long Cốc, mấy tầng ngoài bảo địa không có thu hoạch quá lớn, mấy tầng sâu bên trong thì bọn Lục Linh thực lực không đủ, tiến vào bằng với tự sát. Bởi thế con em bốn đại thế lực đều được đưa ra, đám lão giả thì vẫn tiếp tục thăm dò mấy tầng sâu nhất kia, Vô Danh Yêu Đế đã nói nơi này là bảo địa từng được thánh hoàng tế luyện bên trong có rất nhiều đạo vận và bảo vật thánh hoàng lưu lại nếu may mắn được đến đại cơ duyên lập tức sẽ có hy vọng một bước lên trời lại qua nửa năm trong vô thượng bảo địa truyền ra tin tức khiến bốn đại thế lực không khỏi chấn động ở trong bảo địa một tên cường giả cấp lĩnh chủ nghịch long tộc được đến một tấm thánh bia dẫn lên cường giả ba tộc còn lại ngấp nghé cường giả nghịch long tộc bị ba đại cường giả liên thủ tấn công lại vẫn thà chết không nguyện giao ra thánh bia. Sau cùng cường giả nghịch long tộc này bị ba đại cường giả liên thủ chém giết, nhưng trước khi chết hắn cũng kịp đánh nát thánh bia. Số cường giả nghịch long tộc còn lại phát nộ, chém giết với cường giả ba đại thế lực khác, cuối cùng đại bộ phận đều chiến tử, chỉ năm người trốn ra được. Tin tức vừa truyền ra, đám chí cường giả nghịch long tộc đại nộ, giúp toàn bộ lực lượng, mở ra vực môn đi thẳng tới Nhạc Đình Sơn, tiến hành tập kích mãnh liệt cường giả ba tộc trấn thủ ở Nhạc Đình Sơn. Cường giả ba tộc trấn thủ Nhạc Đình Sơn không nhiều, trong tình thế cường giả Nghịch Long tộc phá ổ mà ra, cường giả ba tộc lại không kịp đề phòng, bị Nghịch Long tộc chém giết hơn trăm người, số cường giả còn lại đành phải vội vàng triệt thoái. Trong cơn phẫn nộ, Nghịch Long tộc huyết tẩy mấy ngàn người ba tộc, hơn trăm cường giả bị chém giết, việc này rất nhanh liền dẫn lên sóng to gió lớn nghịch long tộc làm thế này là muốn dùng sức một tộc đối kháng ba đại thế lực còn lại được đến tin tức các thế lực vừa và nhỏ xung quanh đều không khỏi run rẩy sợ hãi một khi bốn đại thế lực tử chiến phạm vi tác động sẽ lớn đến đâu một khi ba đại thế lực liên thủ nghịch long tộc và các thế lực lớn nhỏ phụ dung liệu có bị tiêu diệt nghịch long tộc chiếm lấy nhạc đình sơn sau đó lại không vội vã rút đi mà điều động thần văn sư bắt đầu tu luyện thần văn tự hồ có ý định chiếm nhạc đình sơn là của riêng đồng thời nghịch long tộc còn điều động vô số cường giả thuộc các thế lực phụ dung tới nhạc đình sơn trấn thủ rõ ràng là có ý tử chiến một phen với ba đại thế lực còn lại nhạc đình sơn vô cùng quan trọng bên trong là vô thượng bảo địa rất nhiều nơi lưu lại di tích thánh hoàng địa bàn trọng yếu như vậy ba đại thế lực há có thể bỏ qua thủ lĩnh tộc trưởng ba đại thế lực lập tức tụ tập lại với nhau rất nhanh liền kết thành liên minh đạt thành hiệp nghị bọn hắn chuẩn bị điều động lực lượng đánh tàn nghịch long tộc thậm chí nếu có thể thì diệt luôn nghịch long tộc chiếm lấy nghịch long cốc phải biết nghịch long tộc chính là một trong thập đại thần tộc viễn cổ mấy trăm vạn năm qua nghịch long cốc một mực là đại bản doanh của nghịch long tộc trong đó cất giữ bao nhiêu bảo vật bao nhiêu thần tài bao nhiêu tài phú không cách nào đếm xuể nếu lần này có thể tiêu diệt nghịch long tộc vậy thu hoạch sẽ đủ cho ba đại thế lực tăng trưởng vượt bậc cơ hội tốt như vậy ba đại thế lực há có thể bỏ lỡ. Liên minh ba đại thế lực vừa hình thành, mấy trăm thủ lĩnh thuộc các thế lực xung quanh lập tức cảm thấy gió nổi mây vần, dông bão sắp đến, bầu không khí đè nén vô cùng. Ba đại thế lực lại không vội vàng khai chiến, bọn hắn muốn làm tốt mưu đồ, sau đó một hơi định càng khôn. Vô số cường giả được bí mật triệu tập, vô số quân đội ùng ùng kéo đến Nhạc Đình Sơn, đồng thời phía nghịch long tộc cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, rõ ràng có ý chọn nhạc đình sơn làm chiến trường để đấu một trận đến cùng với ba đại thế lực tin tức truyền ra toàn bộ phi hỏa đại lục đều kinh nghi không thôi mặc dù nghịch long tộc rất mạnh song lại không có cường giả cấp đế tuy có vài cường giả chuẩn đế nhưng bọn hắn làm sao đương cự được với hai cường giả cấp đế của lâm gia và phiền gia thực lực tổng hợp của nghịch long tộc đúng là mạnh hơn ba đại thế lực nhưng vấn đề là lấy sức một tộc đối kháng ba đại thế lực ở trong mắt rất nhiều người Bọn hắn còn chưa đủ sức làm như thế. Đã vậy Nghịch Long tộc còn tử thủ Nhạc Đình Sơn làm gì? Chẳng lẽ chán sống rồi? Bất kể thế nào, tất cả thế lực lớn nhỏ trên khắp Phi Hỏa Đại Lục đều bị thế cục bên này hấp dẫn, trường đại chiến lần này liên quan trực tiếp đến cách cục ngày sau của Phi Hỏa Đại Lục. Rất nhiều thế lực cũng muốn phân một chén canh, một khi Nghịch Long tộc có khả năng bị diệt, đoán chừng sẽ có không ít thế lực lấy dẻ trong lửa, cùng lúc tẩy kiếp tài phú Nghịch Long tộc. Vô số trinh sát ùng ùng kéo tới Nhạc Đình Sơn, ngoài ra còn có rất nhiều trinh sát dừng lại bên ngoài nghịch Long Cốc, thăm dò nhất cử nhất động của nghịch Long Tộc. Trong nghịch Long Cốc, nhân tâm hốt hoảng, bởi vì nghịch Long Tộc đã bắt đầu chuyển dời tử đệ tinh anh, đa phần trẻ nhỏ cũng được di dời vào trong bí cảnh. Nghịch Long Tộc đã bố trí đường lui, vậy chứng tỏ trong lòng cao tầng không hoàn toàn nắm chắc tất thắng được trận chiến này, đồng thời cũng chứng tỏ quyết tâm tử chiến của bọn hắn. Nếu chỉ là đối kháng hai đại thế lực, Tộc nhân Nghịch Long tộc không đến nỗi lo lắng như vậy, nhưng giờ đây lại muốn đối chiến ba đại thế lực, ở trong mắt rất nhiều tộc nhân Nghịch Long tộc thì đây là quyết định vô cùng ngu xuẩn. Vấn đề là tộc trưởng đã hạ quyết tâm, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, bọn hắn chỉ có thể phục tùng. Sự tình khác thường tất có quỷ. Thiên gia tử được đến tin tức, vốn định thông báo cho Lục Ly, rốt cuộc hiện tại Lục Linh đang là người Nghịch Long tộc. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không đi quấy rầy Lục Ly hắn đoán tộc trưởng nghịch long tộc không phải đồ ngu, mà dù có ngu, cao tầng còn lại của nghịch long tộc tuyệt sẽ không ngu. Rõ ràng biết không cách nào đối kháng, tại sao còn muốn tự chiến. Chuyện này thực sự hết sức quá dị, nghịch long tộc có thể tồn tại mấy trăm vạn năm, nếu tộc trưởng và cao tầng đều là đồ ngu, e rằng nghịch long tộc sớm đã diệt vong. Bởi thế thiên gia tử tính yên ắng theo dõi kỳ biến, hoắc gia xuất động rất nhiều trinh sát, một mực chăm chú theo dõi tình hình trên thực tế không chỉ thiên gia tử rất nhiều thế lực khác thậm chí bao gồm cả người ba đại thế lực đều hoài nghi nghịch long tộc có chỗ dựa vào bằng không há lại điên cuồng đến vậy vô thượng bảo địa rất quan trọng nhưng so với bản tộc tồn vong mà nói thì chẳng đáng là gì nghịch long tộc không thể chỉ vì một nơi bảo địa mà đặt cả tộc vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế thời gian khoái tốc trôi nhanh ba đại thế lực không ngừng điều động cường giả và quân đội ba tháng sau bên ngoài Nhạc Đình Sơn đã tụ tập 500 vạn đại quân, những quân sĩ này thấp nhất đều là tam kiếp đỉnh phong, gần như tất cả cường giả các đại thế lực phụ dung đều được triệu tập về đây. Bên trong Nhạc Đình Sơn cũng không ngừng mở ra vực môn, điều động chừng trăm vạn quân sĩ và cường giả, đại bộ phận cường giả nghịch long tộc đều tọa trấn ở chỗ này, bên phía nghịch long cốc cũng đã bóc mở thần văn đại trận siêu mạnh. Ánh mắt ba đại thế lực đổ dồn về Nhạc Đình Sơn, thần văn ở nghịch long cốc quá mạnh, Muốn công phá trong thời gian ngắn là điều rất khó. Hơn nữa không đánh giết được Cường Giả Nghịch Long tộc, dù công phá Nghịch Long cốc cũng chẳng nghĩa lý gì. Bọn hắn quay sang tấn công Nghịch Long cốc, Cường Giả Nghịch Long tộc cũng có thể đi tấn công đại bản doanh bọn hắn, bởi thế then chốt của vấn đề vẫn là đánh giết Cường Giả Nghịch Long tộc. Đại chiến đã ở ngay trước mắt, hơn nữa với tình hình bây giờ, có vẻ đã không ai có thể ngăn cản trường đại chiến này. Không chút ngoài ý, sau cùng đại chiến vẫn bạo phát cường giả ba đại thế lực rất bảo thủ, không lập tức xuất động ngay toàn bộ mà chỉ xuất động một bộ phận cường giả, dẫn theo đại quân từng bước áp sát. Thậm chí còn không tấn công đồng loạt từ bốn phương tám hướng, mà chọn tấn công từ chỉ một hướng, đại bộ phận cường giả ba đại thế lực đi sau áp trận, nghe nói cường giả cấp đế của Lâm Gia và Phiền Gia cũng xuất động, chỉ là không có lộ diện, ý đồ đột nhiên giết ra đúng vào thời khắc then chốt. Mấy vạn trinh sát du tẩu quanh bốn phía, mọi nhất cử nhất động xung quanh đều bị giám sát căn bản không khả năng xuất hiện khả năng có đại quân tìm phục đột nhiên lao ra tập kích dù có thế lực cường đại mở ra vực môn nhưng mỗi lần vực môn mở ra thì chuyển tới được bao nhiêu người cùng lắm không quá trăm người bởi thế ba đại thế lực không sợ có thế lực cường đại bất ngờ tập kích lại nói dù tập kích thì đã sao trừ phi nghịch long tộc mời được hai đại thế lực siêu cấp bằng không ba đại thế lực căn bản không sợ đoạn thời gian này tình báo đường của ba đại thế lực một mực hoạt động hết công suất tất cả các đại thế lực trên phi hỏa đại lục đều bị giám sát cắt gao song không phát hiện có đại thế lực nào xuất hiện dị động cả đại quân từ từ áp sát đại chiến đã ở ngay trước mắt song phương đều điều tập lượng lớn quân đội triển khai chém giết thảm liệt dưới chân nhạc đình sơn với chiến sự quy mô như thế bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều là vô nghĩa dù ngươi bố trí một ít thần văn kín đáo vận dụng thần khí kỳ dị nào đó nhưng những thứ ấy thì giết được bao nhiêu người. Song phương đều chưa xuất động cường giả quá mạnh, đều là quân sĩ đổ máu tiêu hao lẫn nhau. Mấy chục vạn quân huyết chiến dưới Nhạc Đình Sơn, rất nhanh dưới chân núi Nhạc Đình Sơn đã máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng. Ba ngày Huyết chiến ba ngày, lượng người tử thương dưới Nhạc Đình Sơn đã vượt quá 50 vạn, tổng thất hai bên gần như tương đương, cả hai đều chết đi một ít cường giả ngũ kiếp, riêng cường giả cấp lĩnh chủ thì đều chưa xuất chiến song phương đều biết, hiện tại mới chỉ là thức nhắm khai vị, quyết chiến thực sự phải xem chiến đấu giữa lĩnh chủ với nhau, một khi cường giả tử thương quá nhiều, chiến cuộc mới có khả năng kết thúc. Cường giả ba đại thế lực vẫn chưa xuất động, bọn hắn luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng lại một mực không dò la ra được vấn đề ở đâu. Người nghịch long tộc không phải đồ ngu, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi chịu chết, vậy thì vấn đề ở đâu mới được. Không nghĩ thông liền không dám loạn động, đành phải tiếp tục thôi tiến về phía trước. Phía ba đại thế lực có hơn 500 vạn quân đội, phía nghịch long tộc lại chỉ có hơn trăm vạn. Đám thủ lĩnh ba đại thế lực muốn xem xem, đợi khi trăm vạn quân đội tiêu hao gần sạch, phía nghịch long tộc còn có thể che giấu bài tẩy nữa không? Chỉ cần lộ ra bài tẩy, vậy liền dễ làm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Không thăm dò rõ ràng chỗ dựa của nghịch long tộc, cường giả ba đại thế lực tuyệt không dám loạn động. Ngày thứ tư, phía ba đại thế lực điều động 50 vạn quân đội, còn phái ra mấy trăm cường giả ngũ kiếp tiến hành thôi tiến về hướng chính diện trên quy mô lớn lần này ba đại thế lực quyết định tấn công thẳng lên nhạc đình sơn khuyết chiến bắt đầu lần này càng thêm mãnh liệt phía nghịch long tộc vẫn không xuất động cường giả cấp lĩnh chủ song đã phái ra rất nhiều cường giả ngũ kiếp đây là lần đầu tiên bọn hắn xuất động cường giả ngũ kiếp bản tộc dù vậy phía nghịch long tộc vẫn liên tiếp bại lui thế công phía đối diện thực sự quá mạnh bọn hắn không chống nổi trừ phi triệu tập cường giả cấp lĩnh chủ, bằng không khó mà trấn áp được. Trên nhạc đình sơn có bố trí một ít thần văn cấm chế, bằng vào những thần văn cấm chế này, chiến lực nghịch long tộc được tăng mạnh, đại quân ba đại thế lực đánh lên nhạc đình sơn, thoáng chốc liền đã tử thương nghiêm trọng. Ba đại thế lực nhịn hết nổi, bắt đầu điều động cường giả lĩnh chủ thử thăm dò, bằng không nếu chỉ dựa vào quân sĩ phổ thông thì căn bản không trụ được. Mấy tên cường giả cấp lĩnh chủ xông lên, cấm chế bên kia liền vô dụng, rất nhiều thần văn cấm chế bị dễ dàng phá toạt đại quân ba đại thế lực tấn công thế như chẻ tre nhẹ nhàng đánh lên nhạc đình sơn quân sĩ phổ thông nghịch long tộc sĩ bắt đầu rút lui vô số quân sĩ men theo lối vào kia đi thẳng vào trong vô thượng bảo địa vốn nơi lối vào có hỏa diễm song giờ đã bị người nghịch long tộc trực tiếp nổ tung ra vào càng thêm nhẹ nhàng tùy ý từng nhóm từng nhóm đại quân bay vào phía ngoài có cường giả nghịch long tộc tọa trấn quân đội ba đại thế lực không dám truy sát theo đành phải báo tình hình lên cho mặt trên. Tình hình sao rồi? Tộc trưởng và cường giả ba đại thế lực tụ lại một nơi, cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Nghịch Long tộc kéo đại quân tiến vào trong bảo địa để làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn định tiến hết vào bên trong? Như vậy ba đại thế lực chỉ cần phong ấn lối vào, chẳng phải người Nghịch Long tộc sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong bảo địa? Chúng nhân nghi hoặc không hiểu, sau cùng thủ lĩnh ba đại thế lực đành phải điều động đại quân đoàn đoàn vây quanh lối vào. Khiến người Nghịch Long tộc không thể trốn đi đâu được. Nếu muốn thoát ra, chỉ có nước đột phá tầng tầng bao vây, như thế cục diện sẽ rất có lợi với ba đại thế lực. Nghịch Long tộc đang làm cái gì? Không chỉ ba đại thế lực, xung quanh còn có vô số trinh sát do các đại thế lực khác trên Phi Hỏa Đại Lục phái tới, ai nấy đều nghi hoặc không thôi. Cảm giác cứ như người Nghịch Long tộc đang tự chui đầu vào rọ, nhốt chết chính mình trong vô thượng bảo địa. Nửa ngày sau, toàn bộ quân sĩ nghịch long tộc đều tiến vào tiếp đó số cường giả nghịch long tộc còn lại cũng tiến vào bên ngoài trống rỗng chẳng còn một ai chuyện gì vậy đám cường giả ba đại thế lực ngơ ngác nhìn nhau tất cả đều đằng không bay lên hướng đến lối vào kia bất kể thế nào cường giả ba đại thế lực đều sẽ trước phong ấn lối vào này lại như thế chí ít quyền chủ động sẽ nằm trong tay bọn hắn đến lúc đó bọn hắn có thể công có thể thủ có tiếng có thoái nhẹ nhàng tiêu diệt dần nghịch long tộc. Ông. Đúng lúc này, dị biến chợt xảy ra. Lối vào đột nhiên sáng lên quang mang kinh thiên, sau đó một cổ hấp lực khủng bố truyền ra từ trong lối vào, hấp lực này quá cường đại, ngay cả cường giả cấp lĩnh chủ đều không kịp phản ứng, chớp mắt đã bị hút vào bên trong. Ba đại thế lực có tổng cộng gần trăm cường giả cấp lĩnh chủ, lúc này có 60 tên ở gần lối vào, hơn phân nửa số đó bị hút vào bên trong ngoài ra còn có mấy trăm cường giả ngủ kiếp chịu chung số phận cái này chuyện gì xảy ra có trá nơi lối vào này được tu kiến một thần văn đạo trường cực mạnh chúng nhân thất kinh đám đông vây quanh lập tức triệt thoái ra phía sau hai tên cường giả cấp đế của lâm gia và phiền gia như u hồn chấp hiện đi ra tất cả cường giả còn lại vội lao đến chỗ hai tên đại đế hiện trường đột nhiên xảy ra dị biến khiến rất nhiều người không kịp trở tay không biết nên làm thế nào cho phải chúng ta bị lừa rồi đại đế lâm gia trầm ngâm một lát rồi nói nghịch long tộc sớm có bố trí trong vô thượng bảo địa hẳn là có viện quân bí mật không chỉ viện quân bên trong đoán chừng còn bố trí thần văn cường đại không phải bọn hắn tự chui đầu vào rọ mà là đào mộ cho chúng ta buộc chúng ta không thể không nhảy vào đã có bốn năm mươi lĩnh chủ và mấy trăm cường giả ngũ kiếp của ba đại thế lực bị hút vào trừ phi bọn hắn không quản mấy trăm người kia sống chết thế nào bằng không tất phải liều mạng xông vào bên trong nghịch long tộc sớm có chuẩn bị bên này vội vàng đi vào biết là tạm bẫy lại không thể không nhảy không cần nói cũng biết chịu thiệt là bên nào nhất thời không cẩn thận còn có thể khiến ba đại thế lực toàn quân lật chìm sợ cái gì phía chúng ta có lâm vân đại đế và phiền tiên đế nghịch long tộc không có cường giả cấp đế trận này đánh kiểu gì thì phần thắng đều thuộc về chúng ta Đúng, xông vào, diệt nghịch long tộc. Đúng, không đợi nữa, đợi thêm, người chúng ta đều chết sạch. Đám đông xung quanh kêu gào, mỗi qua một giây, người bên trong sẽ càng thêm phần nguy hiểm, nếu kéo dài mấy canh giờ, e rằng người đi vào đều chết sạch. Đi thôi. Hai vị đại đế nghĩ nghĩ một lúc, sau cùng không khỏi thở dài đành chịu, bất luận nghịch long tộc có bố trí gì, dù trong vô thượng bảo địa có là núi đao biển lửa, bọn hắn đều phải xông vào một lần hai vị đại đế đi vào đại bộ phận cường giả còn lại cũng vào theo chỉ còn lại số ít cường giả trấn thủ bên ngoài đám quân sĩ thì vẫn tiếp tục ùn ùn kéo vào bên trong cục diện đã bị nghịch long tộc nắm trong tay bọn hắn không thể không hành động theo tiết tấu nghịch long tộc định sẵn dù tử chiến bọn hắn cũng phải phụng bồi bằng không mười mấy tên lĩnh chủ bị hút vào trước đó mà chết tổn thất này ba đại thế lực gánh không nổi thậm chí có khả năng bởi thế mà hạ cấp thành thế lực nhị lưu từ thịnh chuyển suy Mấy trăm vạn quân đội không ngừng tiến vào, trong đại quân thật ra có tiềm phục không ít trinh sát thuộc các đại thế lực, rất nhanh cục diện nơi này bị bọn trinh sát thông qua phương thức đặc thù truyền đưa ra ngoài, khuếch tán đi khắp phi hỏa đại lục. Một ngày sau, mấy trăm vạn quân đội tiến vào được hơn phân nửa, tin tức cũng truyền ra. Toàn bộ phi hỏa đại lục ồ lên xôn xao, thậm chí một ít cường giả đại thế lực còn mở ra vực môn đi tới gần để theo dõi chiến cuộc ai cũng không biết nghịch long tộc có bố trí gì trong vô thượng bảo địa ai cũng không biết kết cục sau cùng của trận chiến này sẽ như thế nào nhưng ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn không chừng sau đại chiến lần này ba đại thế lực sẽ tổn thương thảm trọng đương nhiên cũng có khả năng là nghịch long tộc bị đánh tàn sau đó bị diệt tộc bất luận là nghịch long tộc hay ba đại thế lực bất kỳ phe nào chiến bại đều dẫn lên biến chuyển cực lớn đối với phi hỏa đại lục rất nhiều đại thế lực bắt đầu ngấm ngầm chuẩn bị đợi xem liệu có thể tẩy kiếp một phen, thu hoạch được phần nào tài phú hay thần kỹ cường đại, bảo vật tài nguyên mà nghịch long tộc hay ba đại thế lực tích xúc bao năm qua. Ba ngày Cường giả và quân đội ba đại thế lực đã tiến vào trong vô thượng được ba ngày, song mãi vẫn không có tin tức gì truyền ra, cường giả các đại thế lực tụ tập bên ngoài Nhạc Đình Sơn càng lúc càng nhiều, thậm chí có tộc trưởng đại thế lực đích thân tới nơi. Chẳng qua những người này lại không dám đi tiến vào trong vô thượng bảo địa, mà chỉ đứng ngoài chờ đợi chiến cuộc kết thúc, chờ đợi một phương bị thua, sau đó hẳn quyết định bước hành động tiếp theo, trước khi làm rõ tình hình, ai cũng không dám làm loạn. Lại qua hai ngày, lối vào đột nhiên sáng lên quang mang, tiếp sau một bóng người bắn ra, cường giả trấn thủ bên ngoài quét mắt nhìn lại, sắc mặt ai nấy lập tức kịch biến, đầy vẻ khó mà tin tưởng. Lao ra là một nam tử áo trắng, bộ dáng thoạt nhìn như là trung niên, nét mặt trắng bệch, trong mắt toàn là kinh hãi. Nhưng đấy không phải trọng điểm, trọng điểm nằm ở chỗ một bên cánh tay người này bị chém cục. Phiền tiên đế Có cường giả miệng môi mấp máy, trung rẩy kinh hô, nam tử trung niên áo trắng kia chính là đại đế phiền gia, phiền tiên đế. Một đại đế lại bị người chặt cục tay, hơn nữa nhìn tình hình có vẻ còn là hoảng hốt trốn thoát đi ra, cảnh này khiến chúng nhân sao mà không chấn kinh cho được. Hiện tại thế giới này đã không có thánh hoàng, đại đế chính là tồn tại mạnh nhất. Mặc dù đại đế cũng phân mạnh yếu, ngày xưa Dương đế từng có thể chém giết tử đế, nhưng đại đế vẫn là đại đế, cường giả cấp lĩnh chủ căn bản không cách nào so, dù là chuẩn đế cũng không thể nào cầm ra so sánh được. Nghịch Long tộc có rất nhiều chuẩn đế, tỉ như Nghịch Long Tường. Chuẩn đế Nghịch Long tộc sau khi thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn, chiến lực miễn cưỡng sánh ngang đại đế. Nhưng kém một bậc vẫn là kém một bậc, đây là khoảng cách không cách nào dùng số lượng đi bù đắp dù nhiều chuẩn đế đến mấy cũng không thể đánh giết đại đế, đây là thường thức được toàn tam trọng thiên công nhận. Càng đừng nói đại đế phiền gia này lại không phải cấp đế vừa mới tấn cấp, mà thực tế đã đột phá cấp đế hơn 20 vạn năm, trong hàng ngũ cường giả cấp đế ở phi hỏa đại lục, thực lực được tính vào nhóm trên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phiền tiên đế lại độc thân trốn ra trước, đại đế lâm gia đâu? Cường giả ba đại thế lực còn lại đâu? Chúng nhân nghĩ không thông, chỉ biết nhìn phiền tiên đế chờ đợi hắn giải đáp phiền tiên đế thần tình đắng chát lắc lắc cánh tay còn nguyên vẹn thở dài nói triệt thoái về bản tộc hết đi lần này ba đại thế lực chúng ta bại bại rất triệt để lâm vân đại đế tử trận đại bộ phận người đều chiến tử không biết có thể trốn ra được bao nhiêu lập tức triệt thoái nếu không người nghịch long tộc đuổi ra ai cũng đừng hòng chạy thoát oanh hệt như sấm sét giữa trời quan chúng nhân bên ngoài chấn kinh đến độ cả người rung lên nếu lời này không phải do phiền tiên đế nói ra e là chẳng mấy ai tin tưởng lâm vân đại đế chết rồi một tên cường giả cấp đế vẫn lạc điều này sao có thể ai có thể giết được hắn một tên cường giả lâm gia run rẩy rõ ràng còn chưa tin trống lên phiền tiên nhân ngươi gạt chúng ta đúng không sao vân đế có thể chết được ai có giết được hắn chỉ bằng đám phế vật nghịch long tường ư điều này sao có thể ta không tin phế vật nghịch long tường ha 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 phiền tiên đế như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này trên mặt đầy vẻ tự dẻo lạnh giọng nói nghịch long tường đã đột phá cấp đế tình báo đường của ba đại thế lực đều là đám phế vật giá áo túi cơm đến cả tin tức trọng đại như thế đều không kịp thời thăm dò ra được cấp đế nghịch long tộc chính các ngươi tự nghĩ đi hơn nữa trong đó không chỉ có mỗi nghịch long tộc, mà còn có cường giả hồn thiên huyết ưng tộc, tất cả người phiền gia nghe lệnh, lập tức rút lui đi về. hưu Dứt lời, phiền tiên đế hóa thành một đạo lưu quan bay mất, bỏ lại nguyên một đám bị chấn kinh đến độ trợn mắt há mồm. Người phiền gia lại phản ứng rất nhanh, vội vàng tổ chức triệt ly. Người lâm gia và thủy vân điện đều sửng sốt, không ngờ nghịch long tường lại đã đột phá cấp đế. Phải biết nghịch long tộc chính là một trong thập đại thần tộc viễn cổ, thức tỉnh nghịch long huyết ấn chiến lực liền có thể tăng mạnh. Nghịch long cường đột phá cấp đế, sau khi thức tỉnh nghịch long huyết ấn, chiến lực cũng lập tức tăng lên, đoán chừng có thể dễ dàng quét ngang cấp đế bình thường. Bên trong còn có hồn thiên huyết ưng tộc, đây cũng là một trong thập đại thần tộc viễn cổ, mặc dù năm đó bị diệt tộc, nhưng trải qua nhiều năm dưỡng sức như vậy, hẳn đã tiếp xúc được rất nhiều cường giả, đoán chừng lần này cường giả hồn thiên huyết ưng tộc cũng tới hồn thiên huyết ưng tộc tới làm gì bọn hắn tới tự nhiên không phải để giúp nghịch long tộc bọn hắn tới để đoạt địa bàn chỉ cần diệt đi ba đại thế lực bọn hắn liền có địa bàn liền có thể tìm được nơi đứng chân cho hồn thiên huyết ưng tộc ở tam trọng thiên nghịch long tộc xuất hiện cường giả cấp đế bằng với sẽ trở thành bá chủ phi hỏa đại lục có nghịch long tộc che chở hồn thiên huyết ưng tộc có thể nhẹ nhàng chiếm lấy một phiến địa bàn sau đó khoái tốc lớn mạnh. Đoán chừng không cần mất mấy trăm mấy ngàn năm, một hồn thiên huyết ưng tộc cường đại sẽ lần nữa sừng sững ở tam trọng thiên. Rút lui Người Thủy Vân Điện và Lâm Gia cắn răng trầm hống, giờ mà còn không rút lui, đợi lúc nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tộc giết đi ra, ai cũng đừng hòng chạy được. Bại cục đã định Thế cục không thể nghịch chuyển, ba đại thế lực trừ phiền gia còn miễn cưỡng có thể tự vệ ra, hai đại thế còn lại gần như đã chú định bại vong. Nếu bọn hắn không lập tức đi về bố trí đường lui, sau cùng nhất định sẽ bị chém tận giết tuyệt. Hư hư hư. Trong lối vào không ngừng có người vọt ra, sau khi đi ra, những người kia không chút ngừng lại, tức tốc hóa thành từng đạo lưu quan bay về nơi xa, trên mặt chúng nhân tại trường đều hiện rõ vẻ kinh hoảng. Các đại thế lực đều bố trí trinh sát ở Nhạc Đình Sơn, lời vừa rồi của phiền tiên đế đám trinh sát này đều nghe được, rất nhanh tin tức được truyền bá ra ngoài. Rất nhiều cường giả đại thế lực có mặt gần đây, sau khi nghe được tin, ai nấy đều không khỏi run rẩy, thần tình đầy vẻ kinh hãi. Chiến cuộc hạ màn, phía nghịch long tộc toàn thắng, ba đại thế lực thảm bại. Cách cục phi hỏa đại lục theo đó biến chuyển, thậm chí còn biến chuyển cực lớn, nghịch long tộc một trận thành công, trở thành bá chủ trên khắp phi hỏa đại lục. Chỉ sau nửa tháng, tin tức đã truyền khắp toàn bộ phi hỏa đại lục, đồng thời khuếch tán đi khắp Tam Trọng Thiên, đoán chừng không cần mấy tháng, người ở Tam Trọng Thiên đều sẽ biết chuyện này. Thế lực này đánh nhau với thế lực khác là chuyện quá đổi bình thường ở Tam Trọng Thiên. Nhưng một cường giả cấp đế bị chém giết thì lại khác, chuyện này ảnh hưởng tương đối lớn, tất sẽ khiến toàn bộ Tam Trọng Thiên oanh động. Sau trận chiến lần này, chuyện nghịch long tộc trở thành thế lực đỉnh cấp ở phi hỏa đại lục thậm chí là toàn bộ Tam Trọng Thiên đã thành định cục. Cái tên nghịch long tường cũng sẽ lóa mắt dị thường, bỗng chốc tể thân thành tồn tại đỉnh cấp ở tam trọng thiên. Nghịch Long tộc là một trong thập đại thần tộc viễn cổ, thiên phú thần thông rất nghịch thiên. Trời cao rất công bằng, bọn hắn tu luyện vô cùng gian nan. Trừ lão tổ tông khai tộc ra, mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện thêm cường giả cấp đế thứ hai nào. Ngày hôm nay, cuối cùng nghịch long tộc cũng đản sinh một siêu cấp thiên tài, đột phá cấp đế, đồng nghĩa nghịch long tộc sẽ theo đó cuộc khởi, chỉ cần nghịch long tường không chết, như vậy nghịch long tộc liền có thể duy trì vinh diệu mấy chục vạn năm. Rất nhiều thế lực phi hỏa đại lục vốn định chờ sau khi đại chiến kết thúc thì sẽ bắt tay với phe thắng cuộc, cùng tẩy kiếp phe chiến bại. Nhưng giờ tất cả thế lực đều không dám loạn động, hiện tại ba đại thế lực đã thành vật trong túi nghịch long tộc, còn ai dám đi giành ăn với nghịch long tộc nữa. Đa phần thế lực ở phi hỏa đại lục đều có chút thấp thỏm bất an, có lẽ sau này bọn hắn sẽ phải gian nan sinh tồn dưới dâm uy của nghịch long tộc nghịch long tường có thể một mình độc đấu hai đại đế còn chém giết một cấp đế đánh trọng thương cấp đế còn lại như vậy trên phi hỏa đại lục còn thế lực nào có thể đương cự được với nghịch long tộc đáp án đã bày ra trước mắt trước đây rất nhiều người cho rằng nghịch long tộc điên rồi người nghịch long tộc đều là một đám ngu ngốc giờ mới hiểu hóa ra nghịch long tộc muốn dụ ba ba vào hũ kéo cường giả ba đại thế lực vào trong bảo địa sau đó một trận định càng khôn đánh trọng thương cả ba đại thế lực Thủy Vân Điện và Lâm Gia rất thông minh, số cường giả còn lại lập tức rút lui, sau khi về lại trong tộc liền tức tốc an trí đại bộ phận tộc nhân tiến vào các đại bí cảnh. Những người khác thì chia hai nhóm, một nhóm triệt thoái tới hàng triều hải vực ở mặt Bắc, một nhóm triệt thoái về ngân viêm hải vực ở mặt Nam. Không trốn thì chỉ có nước chết, chỉ có nước đợi bị diệt tộc. Bại liền bại, bại liền phải đối mặt với hiện thực. Nếu không đối mặt liền triệt để đi đức, giờ đào tẩu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ cần sống sót, sau này còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Cũng như hồn thiên huyết ưng tộc năm đó, đại bộ phận tộc nhân đều bị giết, đến sau trốn thoát được một nhóm, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm vậy rồi, giờ lại giết ngược trở về. Chỉ cần lần này có thể đào tẩu, chỉ cần lần này có thể còn sống, vậy bọn hắn còn có hy vọng để cuộc khởi. Sự tái xuất hiện của hồn thiên huyết ưng tộc khiến rất nhiều thế lực thấp thỏm trong lòng. Năm đó có không ít gia tộc và đại thế lực chung tay cùng tham gia vây quét hồn thiên huyết ưng tộc, nếu để mặt hồn thiên huyết ưng tộc cuộc khởi, bọn hắn tất sẽ báo thù. Chẳng qua giờ đang là lúc nghịch long tộc uy danh chính thịnh, ai dám đi tìm nghịch long tộc gây sự. Nghịch long tường dám giết một tên cấp đế, vậy cớ gì không dám giết tên thứ hai, ai dám đi mạo hiểm. Hồn thiên huyết ưng tộc chính thức lộ diện, lần này tới 10 tên hồn thiên huyết ưng 12 cánh. Ngoài ra còn có mấy trăm cường giả 10 cánh, 12 cánh tương đương cường giả lĩnh chủ, còn không phải cấp lĩnh chủ bình thường, thập đại thần tộc viễn cổ đều có thiên phú thần thông, chiến lực đủ sức chế áp đồng cấp. Địa bàn Lâm gia và Thủy Vân điện bị Hồn Thiên Huyết ưng tộc và Nghịch Long tộc phân cắt, Hồn Thiên Huyết ưng tộc phát lệnh triệu tập, điều động tất cả tộc nhân Hồn Thiên Huyết ưng tộc ở Tam Trọng Thiên hội tụ về đây. Hai tộc không ngay lập tức tấn công địa bàn Phiền gia, một là bởi vì cường giả cấp đế của Phiền gia còn chưa chết, hay là cũng cần thời gian tiêu hóa củng cố hai phiến địa bàn của Thủy Vân Điện và Lâm Gia. Không ngờ nghịch Long Tường lại đột phá cấp đế, thật lợi hại. Được đến tin tức, thiên gia tự cảm khái không thôi. Chuẩn đế và đại đế đều có một chữ đế, nhưng trên lệch lại như trời với đất. Hiện tại chiến lực hắn tương đương chuẩn đế, nhưng muốn đột phá cấp đế lại cảm giác khó hơn lên trời. Thêm chốt hơn cả chính là bản thân hắn không có nửa điểm lòng tin, cảm giác cách cấp đế quá xa xôi, thậm chí đời này sợ rằng khó mà có cơ hội đột phá lại nói dù đột phá cấp đế chênh lệch chiến lược giữa hắn và nghịch long tường vẫn như trời với đất sau khi thức tỉnh nghịch long huyết ấn nghịch long tường hoàn toàn đủ khả năng nhẹ nhàng bóc chết cường giả cấp đế bình thường khác hắn không thông báo tin này cho lục ly tuy thủy vân điện và lâm gia đã đi đức phiền gia và nghịch long tộc chắc cũng không rảnh để ý tới lục ly nói cách khác hiện tại lục ly đang tạm thời an toàn chỉ cần không xuất đầu lộ diện hẳn sẽ không có ai để mắt đến hắn chẳng qua thiên gia tử hiểu cảnh giới lục ly quá thấp đã tiến vào tu luyện trong kim thủy giới thì cứ để hắn tập trung tu luyện trong đó mấy năm chí ít sau khi đi ra có thể vượt qua lần thiên kiếp thứ tư lục ly quả thực đang nhàn nhã tu luyện trong kim thủy giới nơi đây tuyệt đối an toàn bên ngoài bị phong ấn có tin tức quan trọng hẳn thiên gia tử sẽ lập tức phái người báo cho hắn biết hắn không quản gì cả một lòng tu luyện thần lực đề thăng linh hồn, thối thể, cộng với lĩnh hội đại đạo chi ngân, nghĩ cách luyện hóa trật tự thần liên. Trong lúc bế quan, thậm chí hắn không có khái niệm thời gian, đoán chừng nếu không ai đánh thức, không mất 2-3 năm hắn chưa chắc đã tỉnh lại. Bên ngoài nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tiêu hóa địa bàn mất một đoạn thời gian, sau đó bắt đầu xuất động cường giả truy sát dư nghiệp lâm gia và thủy vân điện. Diệt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tận lực đánh giết cường giả hai tộc, chỉ như vậy mới có thể triệt để trừ đi hậu hoạn. Rất nhiều gia tộc lớn nhỏ trước kia phụ dung hai đại thế lực đều bị thanh toán, đương nhiên vẫn có một ít đại gia tộc đào thoát, song đa phần đều chọn cách thần phục. Không thần phục liền chỉ có nước diệt vong, nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tộc đối xử không tệ với gia tộc thần phục. Nhất là hồn thiên huyết ưng tộc vốn trước đó không có nửa điểm căng cơ ở chỗ này, giờ lại có đại thế lực đại gia tộc chọn thần phục, bọn hắn tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Thực ra đoạn thời gian này phiền gia cũng đang bí mật chuyển dời, bọn hắn biết cứ tiếp tục thế này không phải cách hay, sớm muộn cũng sẽ bị nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tộc chung tay diệt đi. Nghịch long tường có thể tới bất cứ lúc nào, đến khi ấy phiền tiên đế biết lấy gì ra cản. Phiền gia có đại đế, đi tới đâu cũng đều có thể nhẹ nhàng đánh xuống một phiến địa bàn, chỉ phải băng khoan xem có đụng chạm tới lợi ích của cường giả cấp đế và đại gia tộc siêu cấp nào đó không mà thôi mục tiêu phiền gia lựa chọn là ngân viêm hải vực hơn nữa phiền gia cũng đã phái người đi thương thảo với ngô gia tại ngân viêm hải vực tỏ ý muốn nương nhờ ngô gia chỉ cần dương đế không phản đối như vậy lấy lực lượng phiền gia hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đứng vững chân ở ngân viêm hải vực đến lúc đó nghịch long tộc muốn đến tấn công liền sẽ phải có chỗ cố kỵ rốt cuộc bên này có một đại đế vô cùng cường đại tất cả con em nghịch long tộc tiến vào bí cảnh đều đi ra toàn tộc vui mừng không xiết ai nấy đều phấn chấn không thôi đám thanh niên nghịch long uyên tụ tập lại với nhau đánh chén say sưa suốt ba ngày tất cả tộc nhân trẻ tuổi nghịch long tộc đều cảm giác gần đây sống lưng thẳng tắp lên nhiều không chút nghi ngờ sau này thanh niên ưu tú trong tộc bọn hắn sẽ thành công tử tiểu thư đỉnh cấp tại phi hỏa đại lục bất kỳ công tử tiểu thư của đại gia tộc đại thế lực nào cũng bị các nàng đè áp bởi vì nghịch long tộc bọn hắn xuất hiện một vị đại đế ngày sau nghịch long tộc sẽ thành là bá chủ vô thượng ở phi hỏa đại lục đoạn thời gian này nghịch long uyên càng thêm ân cần với lục linh bởi vì lục linh là hậu bối được nghịch long tường coi trọng nhất sau này tất sẽ trở thành đệ nhất tiểu thư trên khắp phi hỏa đại lục chớp mắt đã hai năm trôi qua toàn bộ địa bàn thủy vân điện và lâm gia đều bị nghịch long tộc và hồn thiên tuyết ưng tộc nuốt trọn phiền gia cũng chạy nghịch long tộc và hồn thiên tuyết ưng tộc tiếp tục tiến chiếm địa bàn phiền gia Bên phía phiền gia đã thương thảo xong với ngô gia, chuyển dời toàn bộ lực lượng đến ngân viêm hải vực, dương đế ngầm đồng ý nhường ra một phiến địa bàn, ở đó có mấy đại gia tộc, phiền gia có thể ra tay thông tính. Thời gian 2 năm đủ cho phiền gia di dời toàn bộ, chỉ là một số tài nguyên bảo địa vẫn không cách nào chuyển dời được, tất cả đều bị nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tộc nuốt lấy, nghịch long tộc chiếm phần đầu to. Toàn bộ hồn thiên huyết ưng tộc trên khắp tam trọng thiên lũ lượt kéo về đây, sự cường đại của hồn thiên huyết ưng tộc khiến thế nhân không khỏi chấn kinh. Vốn tưởng tộc này đã không sót lại bao nhiêu, nhưng chỉ trong một năm, lũ lượt kéo về rất nhiều hồn thiên huyết ưng, hơn nữa đều là 8 cánh 10 cánh, thậm chí có bảy tám cường giả 12 cánh. Hồng thiên huyết ưng tộc và nghịch long tộc liên hợp kết minh, khiến các đại thế lực trên phi hỏa đại lục đều cảm nhận được áp lực. Vốn có mấy thế lực định liên hợp trấn áp nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tộc một phen, nhưng nghịch long tường phái người truyền đi ra một câu mấy thế lực kia lập tức không dám làm loạn nghịch long tộc sừng sững trên phiến đại địa này bao năm qua có cảm tình sâu đậm với mảnh đất này chúng ta không muốn nơi đây xa vào trong chiến hỏa bất tận thế nên chúng ta sẽ không chủ động khiêu khởi chiến tranh song vậy không có nghĩa là chúng ta e sợ chiến tranh nếu các ngươi nhất quyết muốn đánh nghịch long tộc phụng bồi tới cùng một khi đã khai chiến không chết không thôi lời này nghịch long tường tuyên bố rất dõng dạc rất kiên quyết tỏ rõ thái độ trước sau như một của nghịch long tộc nhất là câu nói sau cùng khiến cho tất cả đại gia tộc đều rất đổi kiên dè một tên cường giả nghịch long tộc đột phá cấp đế sẽ khủng bố cỡ nào kết cục một chết một thương của lâm vân đại đế và phiền tiên đế chính là minh chứng rõ ràng nhất phi hỏa đại lục có không ít cấp đế nhưng không cường giả cấp đế nào dám tự tin khẳng định có thể một mình độc đấu hai tên đại đế mà vẫn giành được thắng lợi dù ba bốn tên đại đế trên phi hỏa đại lục có liên hợp lại nhưng liệu thật có thể chém giết nghịch long tường ư nếu không thể giết chết nghịch long tường vậy tất khiến nghịch long tường điên cuồng trả thù máu tanh đến lúc đó liền thật sẽ không chết không ngừng ngoài ra còn một điểm nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tộc đều là chủng tộc viễn cổ hai tộc này thai nén hậu đại khó khăn số lượng tộc nhân không nhiều bởi thế các đại thế lực phi hỏa đại lục không quá lo lắng hai tộc liên hợp sẽ nhất thống phi hỏa đại lục tộc nhân của bọn hắn quá ít, dù chiếm được phi hỏa đại lục, bọn hắn cũng không có đủ nhân thủ đi quản lý. Nói cách khác, địa bàn phi hỏa đại lục lớn như vậy, hai tộc nuốt không trôi. Hiện tại hai tộc đã thôn tính ba phiến địa bàn tương đối lớn, vậy là đủ rồi, lớn hơn nữa bọn hắn khó mà quản lý hết được. Thế nên các đại thế lực phi hỏa đại lục không quá lo lắng hai tộc sẽ tiếp tục khuếch trương. Dù muốn khuếch trương cũng là chuyện của mấy trăm mấy ngàn năm sau vậy nên các đại thế lực còn có thời gian suy tính đối sách giờ không phải là lúc để làm loạn có một thực tế không thể phủ nhận sau này nghịch long tộc sẽ thành bá chủ tuyệt đối ở phi hỏa đại lục bất kỳ thế lực nào cũng đều không dám trêu chọc nghịch long tộc tất cả đều phải lấy nghịch long tộc làm đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó việc này dẫn lên ảnh hưởng tương đối lớn trên khắp toàn bộ tam trọng thiên chỉ riêng chuyện cường giả cấp đế bị giết cũng đủ bàn tán xôn xao mấy năm nghịch long tộc cường thế cuộc khởi đã thành định cục là đề tài thảo luận chủ yếu ở tam trọng thiên trong đoạn thời gian gần đây dư nghiệt lâm gia và thủy vân điện bị nghịch long tộc hồn thiên tuyết ưng tộc truy sát không ít nhưng đại bộ phận vẫn đào thoát được tới hàng triều hải vực và ngân viêm hải vực hai tộc dù cường đại song trong thời gian ngắn vẫn không dám phái cường giả truy sát đến hai hải vực kia phiền gia đứng vững chân ở ngân viêm hải vực điều này đối với nghịch long tộc và hồn thiên huyết ưng tộc mà nói thì là hậu hoạn khôn lường Chẳng qua hai tộc đều không sợ, được đến địa bàn lớn như vậy, sau này hai tộc sẽ không ngừng mạnh lên. Nhất là Hồng Thiên Huyết ưng tộc, Hồn Thiên Tuyết ưng trên khắp toàn bộ Tam Trọng Thiên đều hội tụ về đây, được lượng lớn tài nguyên phụ trợ, Hồng Thiên Tuyết ưng tộc cuộc khởi đã là thực tế không thể chối cãi. Cái tên Lục Ly dần bị thế nhân quên lãng, ba đại thế lực tự nhiên không khả năng tiếp tục truy tung hắn, đoạn thời gian này Nghịch Long tộc cũng không rảnh mà để ý, nhất là Lục Ly đã mất tích lâu vậy rồi đến cả bọn nghịch long uy nghịch long vân đều dần quên mất cái tên này so với nghịch long tộc cường đại lục ly cùng lắm chỉ là một con kiến hôi có chút kỳ dị mà thôi lục ly bế quan hơn hai năm trong kim thủy giới nhục thân đề thăng rất nhiều thần lực và linh hồn cũng đề thăng không ít thần dược trong không gian giới chỉ đã bị hắn luyện hóa gần nữa hẳn đã có thể độ lần thiên kiếp thứ tư rồi hôm nay lục ly mở mắt thân thể linh hồn thần lực chân ý tất cả đều đạt tới trạng thái viên mãn tâm cảnh lục ly cũng trưởng thành hơn trước kia nhiều sau lần gặp mặt lục linh khúc mắt lớn nhất trong lòng hắn được cởi bỏ chí ít sẽ không còn nguy hiểm như lần độ kiếp trước kia lại tu luyện thêm nửa năm đợi sau khi vượt qua thiên kiếp ta liền lên đường về lại nhị trọng thiên lục ly trầm ngâm thoáng chốc sau đó làm ra quyết định đã qua lâu vậy rồi bên ngoài chắc không còn truy tung hắn nữa hắn đến tam trọng thiên cũng đã lâu nhiệm vụ đại ma vương giao cho đều hoàn thành lục linh cũng thấy được là lúc nên về lại nhị trọng thiên để xem nửa năm này có thể đột phá ở phương diện đại đạo chi ngân không trong lòng lục ly hơi có chút tiếc nuối tham ngộ lâu vậy rồi ở phương diện đại đạo chi ngân tuy có chút đột phá nhưng trật tự thần liên lại chẳng có bất kỳ bước tiến triển nào hắn cũng biết thời gian ngắn khó mà tham ngộ được gì đành phải tiếp tục kiên nhẫn đi lĩnh hội thứ này không thể gấp ở cầu thành dục tốc bất đạt mà nửa năm chớp mắt trôi qua, ở phương diện trật tự thần liên lục ly vẫn chẳng có bất cứ thu hoạch gì. Thối thể lâu như vậy, nhìn có vẻ đang không ngừng tăng trưởng, nhưng kỳ thật so với cơ số cường đại của nhục thân hắn, chút đề thăng ấy không tính là gì. Nhục thân càng cường đại, muốn nhanh chóng đề thăng lại càng khó, trừ phi có thể được đến thần dược cấp nghịch thiên. Nhưng thần dược loại này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, dù ngươi có thần thạch lớn bằng trời cũng mua không nổi. Đương nhiên, còn có con đường khác, tỉ như tiến vào tu luyện trong hủy diệt xí viêm, như vậy đề thăng sẽ rất nhanh. Đáng tiếc với trình độ hiện tại của nhục thân lục ly, tiến vào hủy diệt xí viêm, đoán chừng sẽ ngay lập tức bị đốt thành than đen. Giờ lục ly cũng không quá cấp bách muốn đề thăng nhục thân, hết thảy tùy duyên. Nếu cơ duyên đến, hắn tất không bỏ qua. Nếu không có, vậy thì đừng cố cưỡng cầu làm gì. Lục ly gửi gắm hy vọng lớn nhất vào trật tự thần liên, nếu có thể luyện hóa trực tự thần liên, chiến lực hắn nhất định sẽ tăng mạnh. Đây chính là điều được vô danh yêu đế xác thực, lời cường giả cấp đế nói qua, độ tin cậy cực cao. Đi thôi. Lục Ly phi thân bay tới đảo nhỏ, hạ xuống tiến vào truyền tống trận, từ truyền tống đi đến đảo nhỏ còn lại. Bên kia có một trưởng lão tọa trấn, nghe nói Lục Ly muốn đi ra, không nói gì, cứ thế trực tiếp dẫn Lục Ly truyền tống ra ngoài trưởng lão kia yên ắng đưa lục ly tới thành bảo nơi thiên gia tử cư trú thiên gia tử không bế quan mà đang một mình đọc bí sử thượng cổ thấy lục ly đi ngoài quét mắt nhìn qua một lượt rồi gật đầu nói không sai tiến vào gần ba năm có vẻ càng thêm trầm ổn nhục thân cũng có chỗ đề thăng xem ra đã có thể độ lần thiên kiếp thứ tư lão đại ca lục ly hỏi dò gần đây bên ngoài thế nào ha ha thiên gia tử cười cười nói lần này nghịch long tộc của tỷ tỷ ngươi chơi lớn giờ đang như mặt trời giữa trưa ba đại thế lực đều bị đánh tàn ách lục ly hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài thiên gia tử kiên nhẫn giải thích qua một lượt nghe xong lục ly không khỏi chấn kinh không ngờ nghịch long tường lại bất ngờ đột phá cấp đế càng không nghĩ tới chính là đại đế lâm gia bị giết ba đại thế lực đồng loạt lui ra phi hỏa đại lục Lục Ly mất thời gian hơn một nén hương để trầm tư tiêu hóa tin tức, lúc này trên mặt mới lộ ra ý cười, nói. Nghịch Long tộc không liên quan gì đến ta, chẳng qua sau chuyện này, tỷ tỷ ta hẳn sẽ càng tốt, ta cũng yên tâm. Nếu giờ đã không ai truy tung, lão đại ca, ta muốn vượt qua lần thiên kiếp thứ tư, sau đó liền đi về. Lục Ly muốn đi về, thiên gia tử không ngăn cản, từ chỗ Lục Ly chỉ bế quan hơn hai năm liền đi ra, chứng tỏ tâm hắn chưa đủ an định. Ở lại nơi này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh Lục Ly, có tu luyện cũng sẽ không đề thăng quá lớn. Hơn nữa thiên gia tử tin tưởng dù Lục Ly trở về Nhị Trọng Thiên, không đến mấy chục năm hắn nhất định sẽ vẫn quay lại Tam Trọng Thiên. Kiến thức qua thế gian phồn hoa ở Tam Trọng Thiên, so với nó Nhị Trọng Thiên chỉ là nơi quê nghèo hoang sơ, từ thiên địa linh khí, tài nguyên hay bất cứ khía cạnh nào, Nhị Trọng Thiên đều căn bản không so được. Thiên gia tử phân phó đi xuống, để kẻ dưới đi chuẩn bị chuyện độ kiếp hắn dặn lục ly nghỉ ngơi mấy ngày ổn định tâm cảnh một phen sau hắn sẽ giúp lục ly một tay khiến lục ly nhẹ nhàng vượt qua thiên kiếp mười ngày sau lục ly bắt đầu độ lần thiên kiếp thứ tư thiên gia tử sai hoắc gia phong tỏa tin tức bất kỳ kẻ nào đều không được tới gần độ kiếp đài như vậy dù bị phát hiện có người độ thiên kiếp thì cũng không thể xác định đó là lục ly so với những lần trước thì lần độ thiên kiếp thứ tư hung mảnh hơn nhiều cũng may các phương diện của lục ly đều đạt đến trạng thái viên mãn nhất là nhục thân và linh hồn. Mấy tầng thiên kiếp đầu đối với lục ly mà nói thì không có mấy áp lực, nhất là loại lôi đình kiếp, lấy nhục nhân cường hoành của lục ly hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chống được, đối với hắn mà nói càng giống như là đang giúp hắn thối thể. Tâm ma kiếp tới, lúc này tâm ma của lục ly đã không còn là lục linh, mà là tộc nhân và người nhà. Trong đầu hắn hiện ra từng hồi huyễn tượng, tỉ như phượng hậu phái người tới nhị trọng thiên đại khai sát giới một phen, Chém giết sạch sẽ tất cả tộc nhân người yêu thân nhân. Lục Ly có một nhược điểm trí mạng, đó chính là thời gian tu luyện không đủ dài, tâm ma đặc biệt nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn một mực không dám độ thiên kiếp, giờ đây hắn cũng đã hiểu ra, vì sao Nghịch Long tộc lại muốn phong ấn linh hồn Lục Linh. Không phong ấn ký ức, như vậy Lục Linh cũng sẽ có tâm ma rất mạnh, khoan nói tới chuyện độ thiên kiếp, dù là tu luyện bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu Lục Linh không phong ấn ký ức tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không nhanh như bây giờ. Hiện tại đã đạt tới ngũ kiếp, một là nhờ có tài nguyên đỉnh cấp của nghịch long tộc, hai là thiên tư lục linh không sai, còn một điểm nữa chắc là có liên quan rất lớn tới việc phong ấn ký ức. Thời khắc then chốt, vẫn là thiên gia tử ra đại lực, dùng một loại bí thuật cường đại nào đó, cường hành kéo lục ly ra từ trong huyễn cảnh, còn giúp hắn giảm bớt tâm ma, khiến hắn thành công vượt qua tâm ma kiếp. Hỗn độn kiếp tiếp sau đó thì đỡ hơn một chút, Mặc dù toàn thân Lục Ly bị đánh cho không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng vẫn miễn cưỡng cầm cự được. Sau cùng tuy trọng thương, nhưng vẫn thành công sống tiếp, vượt qua thiên kiếp. Tứ kiếp. Ở nhị trọng thiên, đây là cường giả đỉnh cấp nhất, Lục Ly tới tam trọng thiên một chuyến, thực lực và cảnh giới đều tăng mạnh, lúc này về lại nhị trọng thiên, chắc chẳng mấy ai ngờ được hắn đã đề thăng tới trình độ như vậy. Lục Ly bị thiên gia tử mang đi về, hắn trực tiếp ngất đi. Lần bị thương này vô cùng nghiêm trọng, linh hồn đều bị tổn thương, đoán chừng chí ít phải tu dưỡng mấy tháng. Lục Ly ngủ say 5 ngày, sau khi tỉnh lại lập tức bắt tay vào tu luyện dưỡng thương. Hắn cảm nhận được rõ ràng, độ thiên kiếp xong, thực lực tổng hợp đề thăng cực lớn, các phương diện từ nhục thân thần lực đến linh hồn đều được đến thuế biến. Liên tục hai lần vượt qua thiên kiếp, từ võ giả nhị kiếp biến thành võ giả tứ kiếp, Lục Ly tính là hậu tích bạc phát. Đương nhiên có được điều này phần lớn đến từ sự trợ giúp của thiên gia tử, nếu không có thiên gia tử hỗ trợ, ngay từ lần thiên kiếp thứ ba lục ly chưa hẳn đã vượt qua được. Tỷ tỷ ngươi đề thăng cảnh giới nhanh như vậy, chắc phần nhiều cũng là nhờ nghịch long tường chiếu cố. Thiên gia tử nói, hắn chỉ có thể giúp lục ly đề thăng tới tứ kiếp, đến lần thiên kiếp thứ năm thì hắn muốn giúp cũng không được. Nếu có thể tìm tới một cường giả cấp đế hỗ trợ, như vậy nhẹ nhàng vượt qua lần thiên kiếp thứ năm cũng không phải là chuyện viễn vông nghịch long tường là cấp đế nghe đồn có quan hệ nhất định với lục linh thực lực lục linh đề thăng nhanh như vậy nghịch long tường chắc cũng đã hỗ trợ nhiều một tên cường giả cấp đế diều dắt hậu bối là điều quá sức đơn giản lục ly trị liệu hơn hai tháng thương thế dần hồi phục cảnh giới cũng được ổn cố hắn quyết định rời đi bước ra cửa phòng chào từ biệt với thiên gia tử thiên gia tử không giữ lại mà chỉ hỏi dò ngươi định đi về thế nào đi về thế nào lục ly thoáng ngơ ngác sau đó giải thích nói ngồi chiến thuyền phi yên cung đi ly hỏa thành sau đó xoải qua ngân viêm hải vực đi thần phong đại lục lại đi tử dương đại lục thôi thế thì chậm quá thiên gia tự lắc đầu nói hơn nữa như thế trên đường có quá nhiều biến số rất dễ bị cừu gia chú ý vậy phải làm sao lục ly không khỏi nghi hoặc trừ làm thế thì còn cách nào để đi về ngươi nghe nói qua về không gian thành chưa thiên gia tử đang nghe truyện trên tv audio cv nói thấy trong mắt lục ly toàn là vẻ mơ hồ hắn giải thích nói không gian thành là một đại thế lực siêu cấp ngươi hẳn từng nghe nói qua luân hồi đại đế nghe qua cái tên này lục ly tự nhiên nghe qua lão quý từng nói thế giới này có ba đại đế được công nhận là cường đại nhất bao gồm luân hồi đại đế tiêu giao đại đế chúc thiên đại đế trong đó luân hồi đại đế còn được xếp đầu tiên Thiên gia tử giải thích nói: Thành chủ Không Gian Thành chính là Luân Hồi Đại Đế, vị đại đế này được công nhận nằm trong top 3 đại đế tại Tam Trọng Thiên, nắm trong tay pháp tắc thời không cường đại. Không Gian Thành cũng là đại thế lực độc lập nhất tại Tam Trọng Thiên, bọn hắn không tranh đấu với bất kỳ thế lực nào, song cũng không sợ bất kỳ thế lực nào khiêu hấn. Bọn hắn có được một năng lực vô cùng cường đại, đó chính là có thể đưa ngươi tới bất kỳ đâu ngươi muốn trong thời gian ngắn, chỉ là cái giá phải bỏ ra thường rất đắt vậy thì tốt quá. Mặt lục ly thoáng hiện hỉ sắc, không gian thành này có vẻ tương tự thời không phủ ở thần giới năm xưa. Đại giá. Cái đó không quan trọng, lúc trước hắn từng giết qua không ít lão ma, bảo vật thần thạch thần tài trên thân hắn rất nhiều, đoán chừng tầm ra bán đấu giá có thể thu về được mấy vạn ức thần thạch. Hắn vội hỏi dò. Lão đại ca, nếu muốn bọn hắn một hơi đưa ta tới tử dương đại lục thì cần trả bao nhiêu thần thạch? chỉ cần có thể đưa hắn đi tử dương đại lục vậy chuyện sau đó liền dễ làm từ tử dương đại lục về lại nhị trọng thiên không mất bao lâu cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng không biết đoán chừng tối thiểu cũng phải mấy vạn ức thần thạch thiên gia tử nghĩ nghĩ sau đó nhìn lục ly một cái rồi nói ngươi có đủ thần thạch không nếu thiếu lão đại ca có thể đưa trước cho ngươi một ít mấy vạn ức thần thạch thì ta vẫn có lục ly nhếch môi cười nói khi trước ở bên ngoài xí viêm đảo ta từng lợi dụng lôi đình oanh giết một tên trưởng lão ngô gia, còn có rất nhiều lão ma, được đến rất nhiều bảo vật thần tài, cầm chúng đi bán chắc cũng được 4 năm vạn ức thần thạch. À! Thiên gia tử thoáng động dung, không ngờ tiểu tử lục ly này còn giấu nhiều hàng như vậy, đúng là khiến hắn phải kinh ngạc một phen. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Được, ngươi cũng đừng đi ra bán làm gì, ta tìm người đến giám định xem, sau đó dùng giá cao hơn thị trường ba thành thu lại cho, có chút thần tài hoắc gia cũng cần mua sắm. Ba thành Lục ly có lúng túng vuốt vuốt cánh mũi, thiên gia tử đây là biến tướng đưa thần thạch cho hắn. Hắn cũng không dè dặt, rốt cuộc hoắc gia nhà lớn nghiệp lớn, đưa thêm cho hắn vạn ức thần thạch, đối với hoắc gia mà nói thì chỉ là rút sợi lông trên chính con trâu. Thiên gia tử khoát tay nói Được rồi, cứ thế đi chuẩn bị xong xuôi ta sẽ sai người mở ra vực môn đưa ngươi tới hàng triều hải vực không gian thành nằm ở ngay trung tâm hàng triều hải vực rất dễ tìm ngươi trước đi về xem xem quay đầu lại đến tam trọng thiên lão đại ca còn có thể sống thêm ít năm đại phật sơn tùy thời hoan nghênh ngươi trở về lục ly lấy ra toàn bộ bảo vật thần tài lung tung trên người chồng thành một đống như núi thiên gia tử phái mấy người tới chỉnh lý phân loại định giá nhờ có thiên gia tử Lục Ly hoàn toàn không sợ bị gài, một ít lão ma trong không gian giới chỉ toàn là bảo vật nhìn không chút thu hút, nhưng lại được định giá tương đối cao, một ít thần tài đặc thù cũng có giá trị không nhỏ. Thần dược luyện thể Lục Ly không lấy ra, sau này hắn sẽ từ từ luyện hóa. Cuối cùng toàn bộ bảo vật và thần tài được báo giá tổng cộng 7 vạn ức. Giá tiền này rõ ràng hơi cao, tính là hoác gia nể mặt thiên gia tử. Báo giá xong, hoác gia đưa cho Lục Ly một chiếc ngọc phù, Ngọc Phù này là của Hòa Thịnh Đường, một siêu cấp đại thế lực tại Tam Trọng Thiên. Gần như tất cả thành trì lớn trên Tam Trọng Thiên đều có chi nhánh Hòa Thịnh Đường, cầm theo Ngọc Phù này có thể nhẹ nhàng lấy ra thần thạch. Tuy Lục Ly chưa nghe qua về Hòa Thịnh Đường, nhưng hắn vô cùng tín nhiệm hoác gia và thiên gia tử, không nói gì lẳng lặng nhận lấy Ngọc Phù, cảm tạ mấy vị trưởng lão. Hoác gia bắt đầu tiến hành bố trí vực môn cho Lục Ly, rốt cuộc lần này cần truyền tống đến biên cảnh hàng triều hải vực tự ly rất xa, cần bố trí tương đối phức tạp. Lục Ly tiếp tục ở lại Hoắc Gia, song không tu luyện mà ngày ngày bồi cùng Thiên Gia Tử đánh cờ, tán gẫu, uống rượu. Không chỉ chiến lược mà các loại trải nghiệm Thiên Gia Tử đều rất mạnh, khiến Lục Ly được ít không nhỏ. Thiên Gia Tử nói cho Lục Ly biết có thể đi con đường công kích linh hồn thử xem, sau này chú ý đề thăng linh hồn, đồng thời tặng cho Lục Ly một ít thần dược bồi bổ linh hồn cao cấp. Lục Ly không cự tuyệt mà ghi khắc cảm ơn trong lòng, hắn cứu thiên gia tử một mạng, thiên gia tử lại cho hắn quá nhiều trợ giúp, giữa hai người giờ đã nói không rõ là ai thiếu nợ ai. Lục Ly yên ắng ghi lại phần ân tình trong lòng, ngày sau chuyện của Hoắc gia chính là chuyện của hắn, hắn nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Năm ngày sau, vực môn bố trí xong, thiên gia tử sản khoái mang theo Lục Ly trực tiếp đến thành bảo, bóc mở vực môn, rất dứt khoát, phất phất tay nói. Tiểu Lục Tử, đi thôi, thuận buồn xuôi gió. Lục Ly lại có chút không nở, lần này về lại nhị trọng thiên không biết bao nhiêu năm sau mới có thể quay lại Đại Phật Sơn, hơn nữa ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, vạn nhất hắn không về được thì sao? Có lẽ lần gặp này sẽ là lần cuối cũng nên. Hắn nhìn thiên gia tử một cái thật sâu, sau đó không lưng hành lễ, trầm giọng nói. Lão đại ca, trân trọng, tiểu lục tử đi. Dứt lời, lục ly cắn răng quay người rời đi, vọt thẳng vào trong cánh cửa màu đen, tan biến không thấy, vực môn bên này từ từ đóng lại, thành bảo theo đó dần an tĩnh lại. Trừ thiên gia tử, hiện trường còn có ba vị trưởng lão hắc gia, đợi sau khi vực môn biến mất, một người trong đó nhịn không được hỏi. Nhai tổ, tự hồ, ngài đặc biệt coi trọng lục ly. Chuyện thiên gia tử mang lục ly đi nhạc đình sơn bọn hắn đều biết, không tiếc đắc tội mấy đại thế lực cũng phải giúp lục ly tiến vào vô thượng bảo địa. Đến sau lại cho Lục Ly vị trí vinh dự trưởng lão, đoạn thời gian trước còn đưa tặng Lục Ly mấy vạn ức thần thạch. Ở trong mắt bọn hắn, chừng đó là quá nhiều. Dù quả thực Lục Ly từng cứu thiên gia tử, nhưng đâu nhất thiết phải coi trọng đến thế. Các ngươi không hiểu. Thiên gia tử khoát tay, có chút thổn thức nói. Đoạn thời gian trước ta một mực tra tìm tư liệu lịch sử thượng cổ, phát hiện ra một điểm, tiểu lục tử hình như có một loại thể chất đặc thù. Hả? ba vị trưởng lão đều không khỏi kinh ngạc bọn hắn thấy lục ly trừ đang tu luyện vô thượng thần thể ra thì chẳng còn gì đặc biệt nữa cả một tên trưởng lão vội hỏi dò nhai thúc tổ thể chất đặc thù gì vậy thất kiếp thiên sát thiên gia tự hiếp mắt lại bổ sung thêm nói các ngươi cũng không hiểu các ngươi cũng đừng hỏi nhiều tiểu tử này quái dị lắm nếu không có gì ngoài ý hắn rất có khả năng đột phá cấp đế cái gì Lời này của thiên gia tử triệt để trấn trụ ba vị trưởng lão, đối với người bình thường mà nói, cấp đế là cái gì đó hết sức xa xôi, thế mà giờ thiên gia tử lại nói lục ly rất có khả năng đột phá cấp đế. Điều này sao có thể? Sau khi vô thượng thần thể đại thành, kỳ thực chiến lực đã tương đương đại đế. Vấn đề là mấy trăm vạn năm qua, có mấy người vô thượng thần thể đại thành. Trăm vạn năm gần đây chỉ xuất hiện mỗi mình tử đế mà thôi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha